Em chọn về thành phố này và trường này là bởi vì em muốn một cái thành phố nó không quá xô bồ, như là ở thành phố em ở như là ở Huế thì nó không quá xô bồ nhưng nó đủ phát triển. Và đặc biệt là trường Tung Gu này rất là chú trọng đầu tư cho sinh viên và có những cái chương trình mới như là dạy bằng tiếng Anh rồi là chú trọng về thực hành nhiều. Vì thế nên là sau khi tìm hiểu thì em đã quyết định về trường Tung Gu ạ. Đó là cảm nghĩ của sinh viên Nguyễn Ngọc Tuấn, chàng trai xứ Huế, về thành phố Tuy Men, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tuy Men, nơi em đang học tại khoa đào tạo dự bị để được trang bị kiến thức tiếng Nga cho hành trình 4 năm theo học chuyên ngành du lịch tại trường. Tuấn là một trong số 18 sinh viên Việt Nam mới sang học tập tại đây từ tháng 3 vừa qua. Năm học mới bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các em không thể nhập trường mà phải học tạm thời theo chế độ online từ xa. Mặc dù vậy, Tuấn cho biết em cũng như tất cả các bạn đều đang nhanh chóng thích nghi với cuộc sống và việc học tập ở môi trường mới. Em thấy các thầy cô ở đây đều rất là thân thiện, nhiệt tình, tâm lý, và các thầy cô dự bị thì thường dạy qua học sinh nước ngoài, đặc biệt là học sinh Việt Nam, thầy cô rất yêu mến nên là tụi em rất là dễ học. Vì là tụi em cũng đã nói chuyện rất là nhiều, trao đổi với các cô qua internet trước khi qua đây nên là tụi em cũng rất là dễ thích nghi ạ. Cũng như Tuấn, Nguyễn Bình Tâm Nguyên, nữ sinh thành phố Đà Nẵng, đã học hết năm thứ nhất đại học ở trong nước và với kết quả học tập của mình, em giành được một suất học bổng du học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Tuy Men, chuyên ngành du lịch. Nguyên kể, các em đã được làm quen với tiếng Nga từ ở nhà nên sang đây không quá bỡ ngỡ so với các khóa trước. Nhưng để có đủ vốn tiếng Nga cho việc học tập các môn chuyên ngành, Nguyên còn phải nỗ lực rất nhiều. Em nghĩ là cũng có một chút khó khăn vì tụi em không được tiếp xúc với người bản địa nhiều và cũng chưa quen được với cái ngữ âm của người Nga. Còn khi sang đây thì tụi em cũng cố gắng làm quen và cuộc sống ở đây thì cũng ổn, còn phải trau dồi rất là nhiều. Tụi em cũng được học rất là nhiều môn. Ngoài tiếng Nga thì đối với chuyên ngành của em còn phải học thêm sử địa toán và môn kinh tế nữa. Như cảm nhận của các em, các giáo viên của trường đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, giúp sinh viên nước ngoài nhanh chóng thích nghi với việc học tập. Cô Natalia, giảng viên khoa đào tạo dự bị, cho biết. Chúng tôi, về cơ bản, sử dụng các phương pháp giao tiếp để dạy cho các em không sợ, để các em nói tự do với người Nga. Khi chúng tôi mới bắt đầu dạy online, tất nhiên có một số khó khăn, nhưng sau đó các em đã cởi mở. Và khi các em đã đến, thì các em hoàn toàn không sợ giao tiếp ở Nga trong lĩnh vực đời sống, ở ký túc xá, trong cửa hàng, ngân hàng, với chúng tôi, các giáo viên, với mọi người. 18 sinh viên Việt Nam mới sang là lứa thứ 5, 6 đến học tại trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tuy Men và cũng là đông nhất. Lứa đầu tiên chỉ gồm 2 sinh viên, người đi trước giới thiệu cho người đi sau. Đến nay, tại đây có tổng cộng 36 sinh viên đang học ở các khóa theo nhiều chuyên ngành như quan hệ quốc tế, du lịch, tâm lý, bảo mật máy tính, toán học, giáo dục sư phạm, địa lý, ngữ văn, ngôn ngữ, xã hội học. Đối với những sinh viên năm cuối và có thành tích học tập xuất sắc như Nguyễn Quang Hải, chuyên ngành toán học, Tống Quốc Cường, chuyên ngành luật, đơn vị phó đơn vị lưu học sinh Việt Nam tại Tuy Men. Nơi đây vẫn được các em tin tưởng và yêu mến để đăng ký học tiếp lên thạc sĩ. Nguyễn Quang Hải là gương mặt nổi bật và đáng tự hào trong cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Tuy Men. Em vừa nhận được giải thưởng Top 100 sinh viên xuất sắc nhất Tuy Men 2021. Năm 2020, em đạt giải nhất cuộc thi Sinh viên quốc tế 2020 của tỉnh Tuy Men, nhận được giấy khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là một danh sách dài các giải thưởng học bổng mà em gặt hái được trong gần 5 năm qua. Không chỉ tích cực học tập, những lứa sinh viên Việt Nam đầu tiên đến Tuy Men như Hải, Cường còn đi tiên phong trong việc thành lập ra chi đoàn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tham gia tích cực vào các hoạt động tình nguyện của trường, của hội sinh viên quốc tế tại trường, các câu lạc bộ dành cho sinh viên. Những nỗ lực của các sinh viên Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Tuy Men được lãnh đạo nhà trường ghi nhận và đánh giá cao. Cô Ekaterina Sechenova, Phó Hiệu trưởng phụ trách về quan hệ quốc tế, cho biết. Các sinh viên Việt Nam rất tích cực tham gia vào các hoạt động giao lưu khác nhau, không chỉ là văn hóa mà cả khoa học. Chúng tôi thường xuyên tham gia vào các triển lãm giáo dục, thu hút sinh viên theo hướng này và mong đợi số lượng sẽ tăng lên hàng năm. Chúng tôi có cảm xúc tích cực nhất khi làm việc cùng các sinh viên Việt Nam. Đại học Tổng hợp Quốc gia Tuy Men hiện gồm 175 lĩnh vực đào tạo bằng nhiều hình thức khác nhau, toàn thời gian, bán thời gian, giáo dục đại học, sau đại học, đào tạo nâng cao. Trường có tổng cộng 15 tòa nhà nằm trong phần di tích lịch sử của thành phố, với 15 viện đào tạo và nghiên cứu, bao gồm cả viện đào tạo từ xa và viện hợp tác quốc tế khu vực. Ngoài ra, trường còn có các chi nhánh tại thành phố Tobolsk, Izhim, Nizhnevatovsk, Surgut, Novy Urengoy. Nhà trường có 5, 6 ký túc xá ở trung tâm thành phố với đầy đủ tiện nghi dành cho sinh viên.
Bên cạnh việc đào tạo, nhà trường còn tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu có tính cấp bách và toàn cầu như biến đổi khí hậu, năng lượng, an toàn sinh học. Đại học Tổng hợp Quốc gia Tuy Men có nhiều chương trình hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Từ nhiều năm qua, trường có các dự án, công trình nghiên cứu khoa học chung với Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tại Hà Nội.